Cũng bóc thôi. Hôm nay mình xin giới thiệu với tất cả mọi người về một cái mạch gọi là ta có thể nói nó lâm la, nó là một cái Rene. Nó cho phép ta đảo chiều một cái motor một cách dễ dàng thôi. Ta chỉ việc cấp xung vào cho nó. Là ví dụ như ta có hai kênh, một kênh phải và kênh trái, ta sẽ muốn nếu mà nó muốn quay qua bên phải thì ta chỉ cần cấp xung vào kênh phải. Và ta nếu nếu mà ta muốn quay qua bên phải bên trái thì ta chỉ cần cấp xung ngược lại thôi là xong. Và nó rất là đơn giản. Cái mạch này thì ta có thể tận dụng luôn từ trong những cái mạch gọi là RX ở trong xe ô tô điều khiển từ xa. Cái này các bạn có thể tận dụng lại những chiếc xe bị hư hỏng, hoặc là các bạn có thể ra những cái tiệm ve chai. Mình thấy cũng có rất là nhiều, chỗ mình thì có nhiều nhưng mà chỗ các bạn thì mình cũng không rõ cho lắm, nhưng mà tìm nó thì cũng khá dễ dàng thôi. Vì vốn dĩ là trẻ con thì phá chơi những xe này thì rất là nhanh hỏng, thành ra là mình tận dụng cái này thì có rất là nhiều. Đây, ở đây mình đã cắt nó ra rồi. Thực chất thì nó lúc đầu nó có hai kênh, tức là một cái motor để chuyên để cho xe di chuyển và một kênh để cho một cái motor lái. Thì đây thì bên này một kênh, bên này thì mình đã rút những con chan di to đó ra để mình làm một cái mạch khác rồi, và còn lại thì mình đã cắt nó ra. Đây mình cắt nó ra rồi. Đây thì việc ta tận dụng nó như thế nào thì bây giờ mình sẽ nói sơ qua. Ở đây mình cắt như này rồi cũng khá là khó nhìn. Thì ở đây nó có một cái hai cái con chan di to nhỏ đây để khuếch đại công suất đầu vào cho nó đủ cái mức để mà kích mở được cho mỗi cặp chan di to này. Từ đây thực chất ở đây nó có hai cặp, mỗi trong mỗi một cặp này là gồm có một con chan di to 8050 8050, đó là chan di to nghịch, và một con là 808550, đó là con chan di to thuận. Và nó được mắc với nhau như thế này để gọi là tạo ra một cái mạch để kích mở dẫn cho cái motor này nó quay được, và ta chỉ cần kích xung vào thôi là nó sẽ chạy. Và tức là mỗi cặp này, ví dụ như cặp bên này, thực chất là cặp bên này là nó sẽ cho phép nó quay qua bên phải, và bên này nó sẽ cho phép quay qua bên trái, và ta chỉ việc kích xung vô hai kênh đó thôi. Còn đây là cái dây nguồn. Thì các bạn có một cái mạch như vậy thì các bạn cứ nhìn thẳng vào nó luôn là nó có một cái nguồn. Thì thực chất nguồn nó đã dẫn sẵn vào đây hết rồi. Đó, khi mà mình bật công tắc lên phát là điện nó đi thẳng vào cái chan di to này rồi. Nhưng mà nó chưa có dẫn, nó chưa có ở trạng thái dẫn. Khi mà mình phải kích mở cho nó, kích cho nó vào chân B, nó đủ một cái mức cường độ đó thì nó sẽ dẫn. Nó dẫn thì bắt đầu là cái nguồn đó nó sẽ chạy qua cái motor này và cái motor nó sẽ quay. Đó là cái nguyên tắc cơ bản của nó. Thì các bạn cứ tận dụng nhìn cho kỹ cái mạch. Thì nó gồm có bốn con chan di to như thế này và hai con công khuếch đại cái công suất vào đây. Thì các bạn cứ nhìn thẳng nó sẽ có một cái đường dẫn vào IC. Đây, bên này nó cũng có một cái đường dẫn vào IC. Ngay chỗ này đây nó có một cái con chở mà mình gỡ rồi đây. Ở đây và đây. Nó là con chở 220 ohm. Loại chở dán mình gỡ được rồi, mình không cần tới nữa. Đó thì các bạn cứ nhìn kỹ nó có một cái chân dẫn vào IC thì các bạn tách thẳng từ đó luôn, các bạn không cần biết gì đâu, các bạn cứ tách thẳng ra và lúc đó các bạn chỉ cần cấp cái xung vào cái chỗ chân này thôi. Đây chỗ này và chỗ này, đây cái chấm chì đây là nó sẽ quay phải hoặc trái theo cái ý muốn của các bạn luôn. Thì để tí nữa mình sẽ test thử cho các bạn xem. Cái này các bạn có thể ứng dụng nó vào một cái việc chế tạo robot điều khiển bằng cơ bằng tay đó. Thì ngày xưa hầu như là các cái mạch Arduino hoặc là các mạch lập trình thì chưa có phát triển như bây giờ đâu. Thành ra là sử dụng cái này rất là nhiều, hoặc là cái này các bạn có thể tận dụng lúc mà các bạn chế tạo một cái con robot cơ bản thôi. Thì muốn đi lên một cái trình cao thì các bạn cũng phải bắt đầu từ bước cơ bản mà, thì nó sẽ dễ dàng hơn. Chứ thời xưa là làm là nó phải có những bốn công tắc cơ. Các bạn muốn đảo chiều một cái motor, các bạn phải có bốn cái công tắc, hoặc là các bạn phải tự làm một cái công tắc thiết kế cho riêng mình để mình có thể gọi là bấm mà đảo chiều được motor để mình thiết kế một cái robot theo cái ý muốn của mình. Thì đây thì mình chỉ có cái mạch như này, nó sẽ rất là đơn giản và nó giúp tối ưu cho các bạn luôn, không cần phải rườm rà như vậy nữa. Thì các bạn chỉ cần mỗi hai công tắc để các bạn bấm và đảo chiều cái motor thôi. Ví dụ như hai công tắc thì bây giờ ta bấm tiến lên và lùi xuống
chỉ đơn giản như vậy thôi, chứ không cần phải tới 4 công tắc hoặc là một cái công tắc mà các bạn tự chế nhìn nó không có được đẹp mắt cho lắm. Rồi bây giờ mình sẽ thử cho các bạn xem. Và đây mình đã lắp pin vào. Pin này là pin Nipo. Pin này xài trong máy bay. Thì thực chất là cái mạch này á, mình chẳng qua là mình muốn sửa một cái con RX của máy bay thôi. Kia. Không may thì nó đã bị cháy mất một cái kênh xuất ra cái đuôi này để nó quay cái motor đuôi này. Và đây chính là cái motor đuôi luôn, thì mình tận dụng luôn. Đó thì không may nó bị cháy mất thì mình có làm mình đổ lại. Đây mình gắn đầy những con chai to đây. Nhưng mà nó vẫn còn thiếu một cái con khuyết đại đầu vào, thành ra là nó không có đủ mức để kích mở nó được. Thành ra là mình cắt thẳng cái mạch này luôn, mình làm cho dễ dàng, khỏi cần phải phức tạp nữa. Đây. Thì không may nó bị cháy mất. Lúc đầu nó chỉ là những cái con nhỏ tí như thế này thôi này. Nhưng mà nó bị cháy rồi, nó bị nổ rồi. Thành ra mình mới gắn, mình gỡ ra mình gắn những cái con to như thế này, nhưng mà thiếu những cái con khuyết đại nhỏ như thế này, thành ra nó không có đủ cái mức để kích mở nó được. Đó, thành ra là dùng Binibo mình thử luôn. Rồi bây giờ mình sẽ dùng cái đồng hồ này để mình dùng cái sung để mình kích mở cho nó. Thì cái này mình đã vặn hết xuống rồi. Đây mình vặn hết luôn. Tức là tại vì sao mình dùng như thế này. Thực chất là cái đồng hồ này lúc mà các bạn bật cái mức để đo điện trở đó là nó sẽ phát, tức là nó có một cái dòng điện chạy qua nó, chạy qua cái điện trở đó để nó biết được là cái con trở nó là có thông số là bao nhiêu. Thì tất nhiên nó có một cái dòng điện ra. Thì trong những đồng hồ này nó có pin ở trong đó mà. Thì ra mình sẽ bật cái mức 1K này để gọi là mình sẽ sử dụng cái dòng điện rất là nhỏ thôi. Một cái sung rất nhỏ để mình kích mở cho cái motor này quay đảo chiều hoặc là quay bất kỳ chiều nào mà mình muốn. Rồi bây giờ mình sẽ thử cho các bạn xem. Thì đối với cái đồng hồ này á, đồng hồ kim này á, đồng hồ số thì các bạn có thể thử một cái khác, nhưng còn cái đồng hồ kim này á thì bây giờ cái cực âm á, thì nó lại là cái que đỏ. Và cực dương thì nó lại là cái que màu đen. Nên thành ra bây giờ mình sẽ để cái cực đỏ này vào cái cực âm, vào cực âm thẳng của cái nguồn luôn. Nguồn thì mình cấp vào rồi. Đây là mình, trong khi mà mình cắt cái mạch đó ra đó, là mình xác định được trong cái mạch đó nó đã có cực âm rồi, thì mình tận dụng thẳng cái từ cực âm đó mình hàn thẳng vào luôn, và cực dương nữa. Đó mình nhìn thấy những cái đường đi của nó là mình biết được là cái cực âm nó dẫn đến đâu, và mình cứ hàn thẳng vào cực âm đó luôn và cực dương luôn, và mình cấp thẳng vào nguồn rồi. Đó, giờ mình đã cấp nguồn vào rồi nhưng mà motor không quay. Giờ chỉ cần đợi tín hiệu sung mà mình cấp vào nữa thôi là nó sẽ quay. Này. Rồi bây giờ các bạn cứ để ý kỹ vào, rồi các bạn sẽ thấy được cái chiều của motor nó quay như thế nào. Đây, que đỏ mình sẽ cho nó vào cực âm. Còn phần còn lại là như lúc nãy mình có cái dấu chấm á, mình kêu mà cấp xung vào thì nó sẽ quay đảo chiều hoặc là thuận chiều. Đây, bây giờ mình sẽ cho cái này thì nó sẽ quay vô hướng này. Đây, các bạn nhìn cho kỹ. Rồi bây giờ mình sẽ cho nó đảo chiều lại nè. Đó, con này sẽ cho quay ngược lại nè. Rồi đảo nè. Đó, một cái ứng dụng cơ bản. Tiện thể thì mình có làm một cái sơ đồ, mình vẽ ra giấy đàng hoàng để cho các bạn dễ hình dung hơn. Làm thế nào để các bạn có thể tận dụng nó để chế tạo một con robot. Ví dụ như bây giờ ta sẽ có một cái motor như thế này, thì trong một cái công việc như là lâng cánh tay hoặc gì đó, trong cái trường hợp một robot cơ bản thôi nhé các bạn, không phải là một cái lập trình gì đâu. Thì bây giờ những cái thứ lập trình thì có rất là nhiều, thì mình không nói tới phần đấy, để đó là phần nâng cao rồi. Còn những cái phần mà các bạn mới bắt đầu thì các bạn có thể làm những cách như thế này. Thì thời xưa mình làm sáng tạo thì thực chất cũng làm như cái cách gọi là bấm công tắc đàng hoàng thôi, chứ không có làm theo kiểu này đâu. Cái kiểu này thì mình cũng vừa nghịch ngợm này kia mình cũng biết thôi. Thì đây là ví dụ, đây là các bạn điều khiển đi, các bạn cầm trên tay, và các bạn chỉ cần duy nhất một cục pin 1.5V thôi, và một cái con trở 220V hoặc là một con trở 100V cũng được. Và đây là cái công tắc, có cái công tắc này thì nó có 3 lớp. Ví dụ bây giờ nó là lớp đầu tiên là nó sẽ dựng đứng như thế này, là
nó không có chạm vào cực nào cả, và như là nó đang ở trạng thái không dẫn. Và ví dụ như các bạn là bật qua bên này thì nó sẽ quay qua phải này, bật qua bên này thì nó sẽ tiếp xúc qua bên này thì nó sẽ quay phải, tại vì cái công tắc đó là mình đang nói là cái công tắc nó dạng bật như thế này. Đây thì mình lấy thử. Nhưng mà đối với cái công tắc này á, thì nó chỉ có hai lớp thôi, các bạn cứ tìm kiếm cái dạng mà nó có ba lớp. À, đúng rồi, mình nhầm, mình xin lỗi. Cái này mình bữa mình mua nhiều cái, chắc cái này là người ta bỏ nhầm lẫn đây. Đây, giờ nó đang trạng thái đứng như thế này. Nếu ta bật qua bên này thì nó lại dẫn bên bên này. Và ta bật qua bên này thì lại dẫn vào cho bên này. Thì các bạn nhìn cái chân nó chéo qua mà, thì nó sẽ dẫn vào cho bên này. Thì đây. Đó. Giờ là ta có một cái thứ để tượng trưng luôn. Bật qua đây thì này sẽ dẫn, và cái motor nó sẽ quay qua bên trái, ví dụ như vậy đi. Và ta sẽ bật qua bên này thì nó sẽ quay bên phải, và các bạn cứ điều chỉnh theo một cái ý thích của các bạn thôi. Ví dụ các bạn hướng qua cái này, hụt bên này hoặc bên này cũng được, do các bạn tinh chỉnh làm sao cho dễ điều khiển là được. Đó là cái công tắc là nó cái cực đi cực dương, là ta cấp cái xung dương cho nó thôi. Đây là cái mạch, đó là cái mạch này đây, là cái mạch lúc nãy mà mình nói là cắt ra để tận dụng đó. Thì nguồn thì mình dò theo nguồn như lúc nãy mình đã cấp đó, nguồn cấp thẳng đây luôn. Và cái xung thì cái cực âm này mình chỉ cần dùng trong, nếu như các bạn có đến 5 cái motor thì các bạn cũng chỉ dùng duy nhất một dây âm ra thôi, và còn lại thì các bạn chỉ cần hai dây để đi vào cái mạch đó để cấp xung cho cái motor này quay ngược chiều hoặc là quay thuận chiều. Rồi, một cách đơn giản như vậy. Còn cái cực thì trong tất cả như một cái robot đó, ví dụ thì các bạn có 5 cái motor thì các bạn cũng chỉ dùng duy nhất một cục pin tiểu 1,5V thôi. Đó, để làm cấp xung cho cái motor nó quay. Và các bạn có nhiều cái motor hơn nữa thì các bạn cũng sẽ tận dụng nhiều cái mạch này vào. Thì cũng sử dụng như vậy, thì các bạn trong tất cả cái motor đó thì cái cực âm các bạn nối chung hết tất cả lại với nhau. Và cực dương nguồn cũng nối chung tất cả lại với nhau, chỉ có duy nhất là cái phần xung này á, thì cực âm thì đi chung rồi, chung tất cả rồi, với các cái mạch đó thì đều đi chung một cái dây âm này rồi. Và phần còn lại thì chỉ có cái xung dương mình cấp vào thôi, để quay ngược hoặc là quay thuận thôi. Là mình bắt buộc mình phải đi hai dây như thế này. Và một công tác như vậy thôi, bật qua bật lại. Chứ còn như các bạn thời xưa các bạn làm thì các bạn cần phải có cái nguồn để thẳng trên cái tay luôn. Và các bạn bật đến 2-4 cái công tắc, 4 công tắc, 2 cái công tắc bật để quay qua bên phải và 2 cái công tắc còn lại để bật để quay qua bên trái. Trái phải gì đó. Rồi. Còn cái này thì cái cục pin các bạn để thẳng lên cái thân robot luôn, và cái còn lại thì các bạn điều khiển thì các bạn chỉ cần dùng duy nhất đúng một cục pin tiểu thôi để mình cấp xung cho nó thôi. Để cho nó chạy. Nó một cái cách rất là đơn giản. Còn cái chỗ này thì các bạn có thể thiết kế thành một cái dạng cáp cắm cho nó đẹp. Nó cái cáp cắm thì chắc các bạn đều biết rồi, cáp cắm như thế nào cũng được, các bạn tùy theo cái sở thích thiết kế của các bạn thôi. Đó là một cái cách gọi là cơ bản về một cái mạch như ngày hôm nay mình đã giới thiệu cho các bạn một cái ý tưởng như vậy. Các bạn có thể tận dụng trong những cái mạch thu sóng radio trong những xe điều khiển như thế này. Đó, cái này thì các bạn chắc nãy bây giờ cũng thắc mắc tại sao nó chỉ có 4 con như thế này thôi. Thì thực chất thì nó chỉ dùng cho một con motor thôi. Dùng cho một motor thì ra nó chỉ có 4 con. Rồi, thì có vấn đề thắc mắc thì các bạn cứ để lại nhận xét.